Xin chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 78 của bộ truyện Thiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Truyện Y. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Kể Linh, Hắc Mộc Chân Nhân, Mộc Truyền Chân Nhân nhanh chóng biết được. Mộc Truyền Chân Nhân thì ngang tâm nên cũng không bất ngờ lắm, nhưng Kể Linh và Hắc Thạch Chân Nhân thì đều không khỏi có chút thâm mộ. Đệ tử của đạo tổ ngoại trừ bản thân cố gắng ra còn phải may mắn nữa. Hạ Mang, Phúc Hải nghi hoặc nói, vừa rồi ta nghe các người nói dường như là Kể Linh có tuổi nhỏ nhất lại còn đứng đầu đại hội tiên duyên nữa, mà Hắc Thạch Chân Nhân cũng là tông sư trận pháp, tại sao đạo tổ lại đi chọn Mộc Truyền Chân Nhân vậy? Ta cũng không biết. Hoàng đế đại hạ lắc đầu. Có điều trong đầu hoàng đế đại hạ thì lại đang nhớ lại cuộc đối thoại giữa nguyên thần thứ hai và Xích Minh đạo tổ. Ở một ngọn núi trôi lơ lửng trong hư không vô tận ngoài tam giới, ngọn núi to tới trăm dặm, trên núi mọc lên cung điện san sát. Đây chính là động phủ của vị bản lĩnh lớn Xích Minh đạo tổ. Sư tôn, đây là quang cảnh lúc ba người mạnh nhất đại hội tiên duyên giao chiến với nhau. Hoàng đế đại hạ áo trắng cung kính đứng ở một bên, đồng thời đưa tới cuốn tranh. Ở phía xa có một lão già tóc xanh dài đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Hắn ngồi ở đó mà làm cho hư không xung quanh như ngừng trôi. Lão già tóc xanh nhẹ nhàng đưa tay ra, cuốn tranh lập tức mở ra giữa không trung, trên đó hiện lên từng cảnh tượng giao chiến. Vù vù. Cảnh tượng trận thứ nhất được mở ra, cuốn tranh lập tức hiện ra cảnh Kể Linh giao chiến với Hắc Thạch Chân Nhân. Lão già tóc xanh mỉm cười gật đầu nhẹ. Đứa nhỏ thi triển trận pháp kia có trình độ trận pháp thật không tệ, nếu nó chịu toàn tâm toàn ý nghiên cứu tiếp thì sau này sẽ có thể trở thành đại gia trận đạo rồi. Với trận đạo hoàn toàn có khả năng trở thành thiên tiên, đáng để bồi dưỡng đây. Còn đứa nhỏ sử dụng kiếm kia cũng không tệ, kiếm ý rất mạnh, hẳn là một hạt giống kiếm tiên cũng không tệ. Lão già tóc xanh khen. Hoàng đế đại hạ ở bên cung kính nói, sư tôn, trong ba người thì người đứng đầu chính là tên dùng kiếm này. Hắn tên là Kỳ Linh, tu luyện tới nay mới có 30 năm. Người dùng trận pháp tên là Hắc Thạch, đứng thứ ba ở đại hội tiên duyên lần này, tu luyện cũng hơn 100 năm. Còn người cuối cùng là Mộc Truyền Chân Nhân, đứng thứ hai ở đại hội tiên duyên, tu luyện hơn 300 năm. Hơn 30 năm ư? Xích Minh đạo tổ kinh ngạc gật đầu nhẹ, trong mắt hiện ra vẻ vui thích. Thiên phú về kiếm đạo thật kinh người, đúng là cần bồi dưỡng thật tốt rồi. Hoàng đế đại hạ áo trắng gật đầu nhẹ. Đùa ư, tới cả Lã Động Tân cũng đã sớm phát thèm. Lã Động Tân rất giỏi dạy dỗ đệ tử, ánh mắt lại sâu ra. Hắn đã sớm nhìn trúng Kỳ Linh, lại còn cực kỳ khen ngợi về thiên phú kiếm đạo của Kỳ Linh. Vù vù. Xích Minh đạo tổ lại mở trận thứ hai ra xem. Đó là trận dự đấu giữa Mộc Truyền Chân Nhân và Hắc Thạch Chân Nhân. Xích Minh đạo tổ sáng mắt lên rồi mở trận thứ ba ra. Đó là trận đấu giữa Kỳ Linh và Mộc Truyền Chân Nhân. Tốt, rất tốt, tốt. Xích Minh đạo tổ khen liền ba chữ tốt. Hoàng đế đại hạ áo trắng lập tức kinh ngạc khó hiểu. Xích Minh đạo tổ khen ai đây? Khen Kỳ Linh chăng? Sư tôn, lần đại hội tiên duyên này có một người tên là Lạp Tháp Chân Nhân. Hắn chính là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế, tu luyện tới nay đã được hơn 100 năm. Khi trước Lạp Tháp Chân Nhân còn mê mê tỉnh tỉnh, không biết Huyền Vũ Đại Đế là ai. Nhưng rồi Phúc Hải tự mình tới đón Lạp Tháp Chân Nhân về chỗ Huyền Vũ Đại Đế. Hoàng đế đại hạ áo trắng bổ sung. Đệ tử của Lão Quy Xà ư? Xích Minh đạo tổ hiếu kỳ nói. Có thủy uấn thật ghi lại không? Dạ có. Hoàng đế đại hạ đã nhắc tới Lạp Tháp Chân Nhân thì dĩ nhiên là phải sớm chuẩn bị. Lúc này hắn đưa tới một cuốn tranh, trong cuốn tranh có ghi lại toàn bộ cảnh tượng chiến đấu, trong đó có cảnh Mộc Truyền Chân Nhân đánh với Lạp Tháp Chân Nhân, cuối cùng Lạp Tháp Chân Nhân nhận thua. Sau khi xem xong cảnh tượng chiến đấu, Xích Minh đạo tổ không khỏi nở nụ cười. Cái lão già Quy Xà kia cũng giống tính ta đáo đệ, cách nhìn cũng giống nhau. Hắn chọn Lạp Tháp Chân Nhân là vì sự vững chắc, nền móng vững chắc tới hùng hồn thì sau này sẽ không bị lung lay. Tuy lúc còn thiếu niên tu luyện tương đối chậm, nhưng càng về sau thì nền móng vững chắc kia sẽ lại càng làm cho hắn đi vững chắc hơn.
Mộc Truyền chân nhân và Lạp Tháp đều có con đường tu tiên giống nhau. Xích Minh đạo tổ cảm thán, gật đầu nói tiếp: đều có nền móng cực kỳ vững chắc, lại thêm đạo tâm cực kỳ mạnh mẽ nữa. Hoàng đế đại hạ hơi kinh ngạc, nghe những lời này thì có vẻ như đạo tổ khá là thích Mộc Truyền chân nhân. Đạo tổ chẳng lẽ lại chọn Mộc Truyền chân nhân sao? Hoàng đế đại hạ không nhịn được nói: đây chính là người tu luyện lâu nhất trong số 3 người đứng đầu. Nhớ kỹ. Xích Minh đạo tổ hờ hững cười nói: chớ có nhìn vào ưu khuyết lúc người ta chói sáng mà nhận định con đường tu tiên lâu dài vô tận. Bọn chúng thì mới chỉ bước lên con đường tu tiên, vì thế chọn đệ tử phải bỏ qua cái thiên tài đi mà nhìn vào tương lai của bọn chúng. Hơn 30 năm ư? Hơn 100 năm ư? Hơn 300 năm? Đối với con đường tu tiên đằng đẵng thì tính là cái gì đây? Xích Minh đạo tổ nói tiếp: Lạp Tháp chân nhân và Mộc Truyền chân nhân đều là không nóng lòng, nôn nóng, có tính khí nhàn nhã, bình tĩnh. Hơn nữa nhìn vào phong cách chiến đấu là có thể thấy được bọn họ đều chẳng thèm để ý tới một vài mánh khóe thông thường. Hoàng đế đại hạ gật đầu: đúng vậy, đúng là Lạp Tháp chân nhân và Mộc Truyền chân nhân cực kỳ giống nhau. Tính khí đấy mới thực sự là tốt cho người tu tiên. Xích Minh đạo tổ cười nói: ít nhất thì cũng hợp với cách nhìn của ta và lão quy xà kia. Xích Minh đạo tổ chính là người hiền lành nổi tiếng. Đây gọi là con rùa với hạt đậu xanh. Xích Minh đạo tổ chọn Mộc Truyền chân nhân vì tâm tính. Xích Minh đạo tổ rất hiểu con đường tu tiên có yêu cầu với thiên tư nhận thức, nhưng càng tu luyện về sau thì yêu cầu về đạo tâm, tâm tính lại cao hơn nhiều. Chính là Mộc Truyền. Xích Minh đạo tổ gật đầu. Còn hai người kia thì cũng đều là thiên tài. Người tới tìm các sư huynh đệ xem ai nguyện ý thu hai người đó làm đồ đệ không. Hiện giờ đang là lúc tam giới dung chuyển, không chừng ta lại nhìn nhầm. Có lẽ Kỷ Linh và Hắc Thạch vẫn sẽ có thành tựu sau này cũng không biết chừng. Cho nên tốt nhất là đưa hết bọn họ vào trong dòng dõi Xích Minh. Dạ. Hoàng đế đại hạ gật đầu. Kỷ Linh chính là kiếm tiên, ta sẽ tới tìm sư đệ Trường Thanh. Sư đệ Trường Thanh chính là kiếm tiên. Thì nhưng Hắc Thạch thì lại hơi khó, vì trong những đồng môn không có ai được gọi là giỏi ở trận đạo cả, gần như là không thể nào nhận được. Nếu không tìm thấy người thích hợp thì ngươi có thể thu lấy Hắc Thạch. Tuy trình độ trận pháp của ngươi không thuộc hàng đứng đầu trong tam giới, nhưng cũng đủ để dạy Hắc Thạch rồi. Xích Minh đạo tổ nói. Hoàng đế đại hạ gật đầu đáp. Tại chủ điện Thiên Mang Điện, ở trong đám chân tiên thiên thần, Lã Động Tân là một thuần dương chân tiên cực mạnh, được xếp hạng đỉnh cao trong tam giới, rất có khả năng trở thành kiếm tiên tuyệt thế tầm cỡ Đại La đạo tổ. Phía sau hắn có hai đạo tổ, lại còn là đứng đầu đạo môn, được hai đạo tổ dạy bảo, bản thân lại từng dạy ra thuần dương chân tiên, nên tầm mắt của Lã Động Tân cũng rất sâu xa. Những người khác không phát hiện ra điểm đặc biệt của Kỳ Linh, nhưng Lã Động Tân lại phát hiện ra một ít. Hạ mang. Lã Động Tân cười nói. Nếu Xích Minh đạo tổ đã không thu nhận Kỳ Linh thì ta lại mặt dày đi nhắc lại một lần. Kỳ Linh đúng là hạt giống kiếm tiên hàng đầu, ta rất thích. Không biết Hạ mang có cho ta mặt mũi tặng Kỳ Linh cho ta không? Ta thực sự rất muốn thu hắn làm đệ tử. Lã Động Tân. Hoàng đế đại hạ lắc đầu nói. Tuy Kỷ Linh không được sư tôn chọn, nhưng sư tôn cũng rất khen ngợi Kỷ Linh, cho nên Lã Động Tân ngươi đừng ép ta. Hạ mang à, không phải chỉ là một vạn tượng chân nhân thôi sao? Phúc Hải thiên thần bĩu môi nói. Đông Hoa đã phải mở miệng ra như thế rồi, chẳng lẽ mặt mũi của Đông Hoa lại không bằng một vạn tên vạn tượng chân nhân sao? Hơn nữa cả dòng dõi Xích Minh của ngươi cũng chỉ có mỗi kiếm tiên thuần dương là Trường Thanh tiên nhân. Mà tên Trưởng Thanh tiên nhân kia cũng chẳng phải người giỏi dạy dỗ. Đã qua bao nhiêu năm nhưng ta chưa từng thấy hắn đào tạo ra được một thiên tiên nào đâu đấy. Khóe mắt của Hoàng đế đại hạ hơi run run. Nếu Đông Hoa đã mở miệng thì Hạ mang ngươi cũng nên cho hắn chút mặt mũi đi. Bắc Địa Tiên Đông cũng mở miệng. Khi trước Lã Động Tân còn nói như đùa nên bị từ chối thẳng, nhưng lần này thì đúng là nói thật. Lã Động Tân có nhân duyên khá tốt, gia thế cũng lớn, chỗ dựa cũng đủ vững chắc, nên trong lúc nhất thời, ngoại trừ Đế Hạo là đệ tử của Xích Minh đạo tổ ra, những người khác đều lên tiếng ủng hộ. Hạ mang, ngươi biết tính ta rồi đấy, ta luôn nói là làm. Kỷ Linh kia thực sự làm cho ta động lòng, muốn nhận làm đồ đệ. Hạ mang ngươi mà giúp ta
thì ta sẽ nhớ kỹ ơn này. Như thế nào đây? Lã Động Tân nói thẳng. Hoàng đế đại hạ hơi kinh ngạc. Ơn với Lã Động Tân nư, cái này giá trị cũng không thấp. Có điều lời của Xích Minh đạo tổ vẫn bên tai. Tuy không nhận hai người Kỷ Linh và Hắc Thạch làm đệ tử, nhưng vẫn phải để ý. Không chừng hai người Kỷ Linh, Hắc Thạch chân nhân sau này lại có thành tựu lớn lao ấy chứ. Vì thế nên nhất định phải thu vào dòng dõi Xích Minh. Lã Động Tân, không phải là ta không đồng ý, mà vì sư tôn đã có lệnh rồi. Hoàng đế đại hạ lắc đầu. Nên ta cũng không có cách nào cả. Lã Động Tân nhíu mày. Hoàng đế đại hạ cũng nhìn ra vẻ mất hứng của Lã Động Tân, nhưng không còn cách nào khác. Nếu đã có lệnh thì phải từ chối thôi. Lã Động Tân thở dài một tiếng. Đúng là hắn không có duyên với Kỷ Linh, mà hắn cũng không dám đi bắt Kỷ Linh về, vì dù sao như thế chả khác gì đánh thẳng vào mặt Xích Minh đạo tổ. Không thể nào đi đắc tội với một đạo tổ từ hỗn độn sinh ra cho tới giờ được. Ta cũng rất thích tiểu cô nương tên Dư Vi, là đạo lữ của Kỷ Linh. Hạ bằng người chắc sẽ không cần ta thu nàng làm đồ đệ đấy chứ? Lã Động Tân mở miệng. À, chuyện nhỏ, nàng ta còn chưa lọt vào 96 người, nên Lã Động Tân ngươi có thể chọn thoải mái đi, toàn bộ đều tùy ý ngươi. Hoàng đế đại hạ thoải mái nói. Hắn cũng biết được vừa rồi đã làm Lã Động Tân không vui, nên nói chuyện cũng dễ dãi hơn rất nhiều. Lã Động Tân gật gật đầu, rồi lập tức ánh mắt của hắn dõi về phía sau lưng Diên Vương, nhìn vào Dư Vi đang nắm tay nói chuyện với Kỷ Linh. Tiểu cô nương, lại đây. Lã Động Tân mỉm cười, mở miệng nói với Dư Vi. Âm thanh lập tức văng vẳng bên tai Dư Vi. Sao vậy? Dư Vi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức phát hiện ra tiếng nói phát ra từ phía nhóm hoàng đế đại hạ. Dư Vi, lại đây. Hoàng đế đại hạ cũng mở miệng. Lúc này Dư Vi ngẩn ngơ đứng dậy, đi về phía đó. Việc này cũng làm cho nhóm thiên tiên phải chú ý. Tiểu cô nương. Lã Động Tân mỉm cười nhìn Dư Vi nói. Lã Động Tân, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Lã Động Tân không hề che giấu, âm thanh của hắn vang vọng khắp chủ điện Thiên Mang Điện. Trong lúc nhất thời, ngàn thiên tiên, đông đảo vạn tượng chân nhân đều phải giật mình. Đồng Hoa Thượng Tiên muốn thu tiểu cô nương Hắc Bạch Học Cung kia sao? Tại sao Lã Động Tân lại thu một cô nương như vậy được chứ? Tầm mắt của Lã Động Tân cực cao, tới cả chúng ta muốn bái hắn làm thầy mà hắn còn không thèm để ý. Sao hôm nay lại... Nhóm thiên tiên đều phải có chút ghen tị. Muốn làm môn hạ của đạo tổ thì phải có vận may cực lớn. Vì thế bọn họ đều không có cách nào khác. Thông thường đều phải bái làm môn hạ của chân tiên, thiên thần. Lã Động Tân được xếp hạng đỉnh cao trong chân tiên, thiên thần, và lại có gia thế cực lớn, giỏi dạy đệ tử. Mà với tính cách của Lã Động Tân thì một khi được chọn là sẽ được hắn tận tâm, tận lực để dạy dỗ. Ngược lại hoàn toàn với những chân tiên, thiên thần một lòng tu đạo, không quan tâm tới đệ tử. Lã Động Tân ư? Đó chính là Lã Động Tân trong truyền thuyết sao? Nhóm vạn tượng chân nhân như Cửu Tử chân nhân, Thương Ngô Thiếu, Hương Thiên Tiếu, Thiếu Viêm Hiên đều phải đỏ cả mắt lên. Bọn họ đã đánh tới vòng 96 người, thậm chí là tiến tới vòng 10 người, 6 người đầu tiên. Cho dù là phàm tu tục tử cũng phải biết tới cái tên Lã Động Tân. Bởi vì trong vô vàn truyền thuyết như kiểu Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Thượng Động Bát Tiên, Lã Động Tân chính là người đứng đầu Thượng Động Bát Tiên. Tuy có ghen tị tới đỏ cả con mắt, nhưng nhóm thiên tiên cũng hiểu được tính tình của Lã Động Tân này. Người có bằng lòng hay không? Lã Động Tân hỏi thêm câu nữa. Dư Vi ngơ ngác bị niềm vui bất chợt đưa đến thế này, thì thực sự nàng như đang ngủ mơ. Dĩ nhiên là nàng đồng ý. Ai lại không muốn làm môn hạ cho Lã Động Tân đây? E là sự lựa chọn này chỉ dưới mỗi làm môn hạ của đạo tổ thôi. Nhưng nàng và Kỷ Linh vừa mới kết thành đạo lữ, chẳng lẽ lại phải chia xa ngay sao? Dư Vi quay đầu nhìn về phía Kỷ Linh ở xa xa. Kỷ Linh hiểu được, tuy Dư Vi có ý không đành lòng, nhưng Dư Vi cũng phải có con đường cho mình, nên hắn gật đầu nhẹ. Đừng nghĩ tới tiểu tình lang của ngươi. Lã Động Tân nhìn thấy Dư Vi quay đầu nhìn về phía Kỷ Linh thì nói luôn. Tiểu tình lang của ngươi cũng sẽ được bái làm môn hạ của chân tiên thiên thần khác thôi. Nhất định sẽ phải đi theo chân tiên thiên thần một thời gian. Cho nên dù ngươi không bái ta làm sư phụ, không bao lâu nữa Kỷ Linh cũng vẫn phải rời khỏi thế giới đại hạ này. Dư Vi hiểu ra, nàng dõi mắt nhìn về phía Kỷ Linh. Kỷ Linh gật đầu liên tục. Cho ta hỏi là sẽ mất bao lâu đây? Dư Vi thấp thỏm nói. Ngắn thì vài chục năm, lâu thì trăm năm. Lã Động Tân cười nói.
người cũng không phải lo. Một khi ta biết kỳ linh trở về thế giới đại hạ, thì ta cũng sẽ cho ngươi về theo để sum họp với tiểu tình lang. Dương Phi khát vọng nói, tiền bối có thể cho kỳ linh làm đệ tử giống ta không? Nàng biết Lã Động Tân chính là kiếm tiên nên rất thích hợp dạy dỗ kỳ linh. Ta cũng rất muốn. Lã Động Tân lắc đầu than thở, đáng tiếc hoàng đế đại hạ của các ngươi lại không chịu. Nói xong hắn nhìn về phía hoàng đế đại hạ. Hoàng đế đại hạ vẫn ngồi đó mỉm cười không nói câu nào, hiển nhiên là việc này không thể thương lượng được. Dư Vi gật đầu rồi không chần chừ quỳ xuống cung kính nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lã Động Tân cười ha ha nói, tốt tốt, có thể thu được một đồ đệ tốt thì lần tới đại hội tiên duyên này cũng đáng thôi. Dư Vi, người tới chỗ tiểu tình lang kia một chút đi, đợi lát nữa đại hội tiên duyên kết thúc chúng ta sẽ rời khỏi thế giới đại hạ này. Vâng thưa sư phụ. Dư Vi đi tới bên cạnh Kỳ Linh. Dư Vi chúc mừng. Bất Chỉ Tích Nguyệt vui vẻ cho Dư Vi, đạo lữ của biểu đệ mình có thể bái làm môn hạ của Lã Động Tân thì đúng là một việc đáng mừng. Kỳ Linh, tới lúc đại hội tiên duyên kết thúc, chân tiên thiên thần rời đi, sư phụ cũng sẽ dẫn ta đi khỏi thế giới đại hạ này. Trong mắt Dư Vi hiện lên vẻ không đành lòng. Kỳ Linh nắm nhẹ lấy cánh tay của Dư Vi. Hai người chúng ta đều hương đạo, một kỳ ngộ khó cầu như thế sao có thể bỏ qua được. Huống chi ta cũng sẽ bái làm môn hạ của chân tiên thiên thần, tới lúc đó cũng sẽ phải đi theo sư tôn, rồi cũng sẽ phải rời khỏi thế giới đại hạ, tuy không thể bái được đạo tổ nhưng có thể bái một vị chân tiên thiên thần thì cũng coi là một chỗ dựa vững chắc rồi. Ngoài ra cũng sẽ mở mang thêm hiểu biết về tam giới. Kỳ Linh đã quyết định theo chân tiên thiên thần dốc lòng tu luyện một thời gian. Dư Vi gật đầu nói, sư phụ cũng đã nói rồi, rời đi ngắn cũng phải vài chục năm, lâu thì trăm năm. Một khi sư phụ biết được chàng trở về thế giới đại hạ thì cũng sẽ cho ta về theo. Ừ, cùng nhau cố gắng thôi. Kỳ Linh nói khẽ, chúng ta đều phải độ kiếp thành thiên tiên, cùng nhau thực sự trường sinh bầu bạn. Trường sinh bầu bạn. Dư Vi cũng gật đầu, đôi mắt hơi đỏ lên. Có thể được trường sinh bầu bạn với người mình yêu thì thật quá tuyệt vời. Nhưng ta thực sự có thể trường sinh bầu bạn với Kỳ Linh không? Dư Vi nhớ lại kiếp trước, trong lòng hiện lên sự sợ hãi. Bất kể thế nào, ta thả hồn phi phách tán chứ không làm tổn thương Kỳ Linh. Trước khi ta chết, mọi thứ đều phải tốt đẹp. Ở một trong hàng tỷ thế giới nhỏ thuộc tam giới, đây là một thế giới đẹp đẽ, tràn ngập hương hoa, dân phong thuần phác. Mặc dù bị chia ra làm ba nước, nhưng cũng chỉ đa phần là đánh nhỏ, thỉnh thoảng mới có người tu tiên chiến đấu vì lợi ích quốc gia của mình. Rất ít khi xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Vù, không gian bị xé toạc ra, hoàng đế đại hạ từ hư không đi vào. Vừa tới thế giới này là lập tức nhanh chóng tới một ngọn núi. Trên núi có một đạo quán tên là Trường Thanh Quán. Trường Thanh cũng khá là bình thường, danh tiếng ở thế giới này cũng khá nhỏ, nên chỉ có vài chấn xung quanh là biết tới đạo quán này. Những người ở thế giới nhỏ này không hề biết rằng ở Trường Thanh Quán có một vị kiếm tiên cao cao tại thượng. Trường Thanh sư đệ, sao ngươi lại chỉ dẫn theo 5-3 tên đạo đồng thế này? Thế này thì sao gọi là đạo quán tu đạo được? Hoàng đế đại hạ mặc áo trắng đi vào cửa sau của đạo quán. Ở phía sau đạo quán có một tên nam tử trẻ tuổi đang tưới vườn cây. Ngươi cứ lo quản lý thế giới lớn của ngươi đi, ta không vướng víu gì nên cũng chẳng cần phải phiền não đâu. Nam tử trẻ tuổi hờ hững nói. À mà đồ đệ của ngươi đâu rồi? Hoàng đế đại hạ lắc đầu. Ngươi đã dựng đạo quán ở đây, tại sao lại không dẫn đồ đệ tới để dạy dỗ cho tốt đây? Sư phụ dẫn đường, tu hành là do bản thân. Ta chỉ điểm cho bọn chúng 10 năm, cái gì cần dạy đều đã dạy, như thế là đủ rồi. Còn bọn chúng tu luyện thành loại gì, có thể thành thiên tiên hay không, thì ta lực bất tòng tâm. Nam tử trẻ tuổi đặt mông ngồi xuống, cầm lấy cái gò múc nước trong thùng, uống một ngụm rồi khà khà cảm thán. Nước ngọt thật. Hoàng đế đại hạ bất đắc dĩ. Người có thể trở thành chân tiên, thiên thần thì tới thiên đế còn phải khách khí đối đãi. Vậy mà tên sư đệ này lại khác hoàn toàn. Nhưng hắn cũng chịu không khuyên bảo nổi người sư đệ này. Ta tới lần này là theo lệnh của sư tôn. Hoàng đế đại hạ mở miệng. Sư tôn ư? Nam tử trẻ tuổi lập tức trở nên nghiêm túc. Hoàng đế đại hạ áo trắng gật đầu. Người cũng đã biết 30 năm trước lục đạo luân hồi bị tấn công hỏng mất rồi.
hiện giờ thế lực ngầm ở tam giới hoạt động mãnh liệt, nên sẽ không thể nào tránh khỏi một hồi rung chuyển. Mà lúc tam giới càng rung chuyển, hỗn loạn thì lại càng có nhiều anh hùng, hào kiệt được sinh ra. Nam tử trẻ tuổi gật đầu. Thế giới đại hạ ta có số mệnh cường thịnh. Trong lần cử hành đại hội tiên duyên này, sư tôn đã chọn được một đệ tử tên là Mộc Truyền Chân Nhân. Thậm chí còn có cả đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế trong lần đại hội tiên duyên này. Hoàng đế đại hạ nói. Sao? Nam tử trẻ tuổi giật mình. Một lần đại hội tiên duyên mà có tới hai đệ tử của đạo tổ sao? Theo lệnh của sư tôn thì ba người đứng đầu đại hội tiên duyên này đều phải thu vào dòng dõi Xích Minh. Sư tôn đã chọn Mộc Truyền Chân Nhân, hai người còn lại là Hắc Thạch Chân Nhân và Kỳ Linh. Kỳ Linh kia chính là một hạt giống kiếm tiên tuyệt thế, mới tu luyện 30 năm, tới cả lão động tân muốn thu mà ta còn chưa cho thu. Hơn nữa ngày sinh của hắn lại không cách ngày lục đạo luân hồi bị hỏng là bao nhiêu, nên có lẽ sẽ có số mệnh cực lớn. Hoàng đế đại hạ đứng bên cố gắng thuyết phục. Ngươi không cần phải thuyết phục. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói. Lão động tân có muốn thu hay không cũng không liên quan. Với tính khí đấy thì tất cả phàm nhân cũng có thể được thu làm đồ đệ. Còn việc Kỷ Linh mới tu luyện 30 năm ư, lại thêm cả việc không kém ngày đục đạo luân hồi bị hỏng ư, thật là nực cười mà. Sở dĩ lúc tam giới dung chuyển có anh hùng hào kiệt sinh ra là vì khi đó sẽ có chiến đấu lớn, thậm chí làm cho một số người mạnh mẽ phải ngã xuống, vì số mệnh bay đi rồi lại hội tụ vào người khác. Nam tử trẻ tuổi nói. Mỗi lần tam giới dung chuyển, những người cũ ngã xuống, người mới vươn lên, thậm chí có cả đạo tổ chết đi, đạo tổ mới lên. Tổng thể mà nói, số lượng người mạnh mẽ trong tam giới vẫn giữ nguyên. Có thể vươn lên hay không thì còn phải xem có nắm được kỳ ngộ lúc tam giới dung chuyển hay không đã. Còn sinh ra thế nào thì ngươi cứ đi tìm người khác đi. Nam tử trẻ tuổi không chịu thuyết phục, hoàng đế đại hạ chỉ đành cười xòa. Đạo tổ có thể tạo ra luân hồi, ai cũng hiểu rằng chỗ ảo diệu của đạo luân hồi, nhưng không ai nắm được số mệnh. Sau khi sinh ra, con người phải có kỳ ngộ thì mới có số mệnh tăng lên, chứ không thì có người sinh ra đã là đạo tổ rồi. Cùng lắm thì cũng chỉ là do kiếp trước tạo phúc, kiếp sau được đầu thai làm người tốt mà thôi. Hơn nữa sư huynh à, không phải sư đệ ta nói huynh gì đâu. Nam tử trẻ tuổi nói tiếp. Mặc kệ tam giới dung chuyển thế nào, có thu đồ đệ tay chân gì không, quan trọng vẫn chính là bản thân mình. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng, nắm chắc nhất vào bản thân mình thôi. Đồ đệ cũng có thể phản bội, thủ hạ cũng có thể phản bội, tới cả bạn bè cũng có thể cho ngươi một đao. Chỉ có bản thân mạnh mẽ thì mới có thể nắm được tất cả. Nam tử trẻ tuổi nói. Đối với ta mà nói, lúc tam giới dung chuyển chính là cơ hội cho trưởng thanh ta đột phá tới đại la đạo tổ. Còn đồ đệ ư, đồ đệ có tu tới đạo tổ thì cũng chẳng là cái đinh gì. Hoàng đế đại hạ không nói thêm lời nào nữa. Hắn và kiếm tiên Trường Thanh vốn đi theo hai mục đích hoàn toàn khác nhau. Hắn có xuất thân là hoàng tộc thượng cổ, nên dĩ nhiên có cách nghĩ khác. Lúc này hắn bỏ ra một cuốn tranh. Người cứ xem cảnh Kỳ Linh chiến đấu đi. Cuốn tranh mở ra, từng trận chiến được hiện lên. Kiếm tiên nữ. Nam tử trẻ tuổi gật đầu rồi đưa cho hoàng đế đại hạ một thanh kiếm nhỏ. Đứa nhỏ này đúng là có thiên tư tuyệt vời. Nếu sư tôn đã ra lệnh thì ta sẽ thu Kỷ Linh làm đồ đệ. Đây là tín vật của ta, người bố trí đưa nó cho Kỷ Linh. Nếu Kỷ Linh đồng ý nhận ta làm thầy thì bảo hắn trong 10 ngày bóp nát tín vật, ta sẽ tới tìm hắn. Nếu quá 10 ngày, tín vật này sẽ tự động biến mất đi. Sư phụ nguyện ý nhận đồ đệ thì vẫn phải xem đồ đệ có nguyện ý tới cửa không. Lã Động Tân cũng phải hỏi sư phi có nguyện ý hay không. Kiếm tiên Trưởng Thanh cũng vậy. Nếu Kỷ Linh không muốn, với sự kiêu ngạo của thần dương chân tiên thì sẽ không bao giờ đi cạnh cục Kỷ Linh đồng ý cả. Được. Hoàng đế đại hạ cầm thanh kiếm nhỏ màu xanh cười nói. Sư đệ, ta sẽ không phá hỏng cuộc sống nhàn nhã của ngươi ở đạo quán này nữa. Nói xong hắn lập tức biến mất. Đại hội tiên duyên đã kết thúc. Đám chân tiên, thiên thần cũng bắt đầu rời khỏi Thiên Mang Điện. Khó lắm mới được ra ngoài một chuyến, vậy mà đã phải về rồi. Phúc Hải Thiên Thần há miệng ra, toàn bộ thức ăn trên cái bàn dài bay thẳng vào miệng hắn. Xong rồi hắn vỗ vỗ bụng nói. Hạ Mang, Đông Hoa, các vị, ta đưa tiểu sư đệ về trước đây. Nói xong hắn lập tức kéo tay Lạp Tháp Chân Nhân đi. Vù vù, hắn điều khiển mây mù bay vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Đồ nhi phải đi rồi.
Lã Động Tân nhìn về phía Dư Vi đang ngồi cạnh Kỳ Linh ở xa xa. Dư Vi đang nói chuyện với Kỳ Linh, nghe thấy tiếng thúc giục của Lã Động Tân thì lại càng không đành lòng, ôm chặt vào người Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng ôm lấy Dư Vi, hắn có thể cảm nhận được nội tâm của Dư Vi. Đây là một người con gái, trong nóng, ngoài lạnh. Sau khi trở thành đạo lữ, hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lòng của Dư Vi. Chờ ta, nhớ chờ ta. Dư Vi nói khẽ. Kỳ Linh dán mặt vào mặt Dư Vi, cảm nhận hơi ấm từ da thịt của nàng, khẽ nói: nhất định sẽ chờ nàng, ta thề. Không cần thề. Dư Vi buông Kỳ Linh ra, trong mắt đã ngấn lệ. Ta tin chàng. Dư Vi lập tức quay người đi tới chỗ Lã Động Tân. Đã để sư phụ phải đợi lâu rồi. Dư Vi nói. Si nhi, si nhi. Lã Động Tân lắc đầu thở dài. Lúc này dưới chân hai người xuất hiện mây mù, rồi nhanh chóng bay lên trời cao. Kỳ Linh ngẩng đầu lên nhìn. Trên mây mù, Dư Vi cũng cúi đầu xuống nhìn. Hai người cùng nhìn nhau, nhưng mây mù vẫn nhanh chóng biến mất. Lần này chia xa, sau này gặp lại không biết sẽ như thế nào. Dư Vi mới thực sự là thích hợp nhất với Kỳ Linh. Kiều Liên nhìn ánh mắt chia xa của hai người Dư Vi và Kỳ Linh thì cảm thấy không đành lòng. Cảm tình của bọn họ còn sâu đậm hơn cả lúc ta với Kỳ Linh. Trái tim của ta chưa bao giờ gần kề Kỳ Linh như vậy. Đi thôi, ta cũng đi thôi. Bồ Tát Đại Thế Chí, Bắc Địa Tiên Đông cùng một đám liên tiếp rời đi. Mộc Truyền sư đệ, theo ta tới chỗ sư tôn nào. Hoàng đế Đại Hạ dẫn Mộc Truyền chân nhân rời đi. Nhất thời gần ngàn thiên tiên cũng dẫn người rời đi. Kỳ Linh và Ốt Chỉ Tích Nguyệt cũng theo Diên Vương rời đi. Cửu Liên theo Đông Duyên lão tổ về Đông Duyên tộc. Sau hiệu lệnh của Kỳ Vương, người từ 3600 quận biển bốn phương cũng tự động rời đi. Kỳ Linh còn quay về đội ngũ quận An Thiền. Kỳ Linh, Kỳ Linh, người đứng đầu đại hội tiên duyên, Bắc Minh chân nhân. Đội ngũ quận An Thiền phát hiện ra Kỳ Linh từ trên trời bay tới thì lập tức hoan hô reo hò. Bọn họ không hề biết tới việc đạo tổ thu đệ tử, chỉ biết tới việc Kỳ Linh là người đứng đầu đại hội tiên duyên lần này. Đây là vinh quang vô cùng, là niềm vinh hạnh của cả quận An Thiền. Chủ nhân. Tiểu Thanh hóa thành đường sáng bay về phía Kỳ Linh rồi quấn chặt trên tay hắn. Linh nhi. Bạch Thủy Trạch cũng bay tới cạnh Kỳ Linh. Tiểu Thanh, Bạch Thúc. Kỳ Linh cũng tạm thời bớt đi phần nào thương nhớ với Dư Vi, cảm nhận thấy ấm áp hơn nhiều. Ít nhất thì vẫn có Tiểu Thanh và Bạch Thúc đi bên mình. Kỳ Linh sư huynh, huynh châu bò quá thể. Mộc Tiểu Sóc kích động hô lên. Đứng đầu đại hội tiên duyên, đúng, đúng đầu đó. Cả thế giới đại hạ có 3600 quận và vô số đảo ở biển bốn phương. Vậy mà huynh mới tu luyện 30 năm đã có thể giành giải thứ nhất rồi. Huynh thật quá lợi hại, ta thực sự bội phục sư huynh. Chúc mừng sư đệ Kỳ Linh. Đám người Thương Giang chân nhân cũng đi tới. Kỳ Linh. Bắc Sơn Bách Vi cũng đi tới với vẻ mặt vui mừng, đấm vào ngực Kỳ Linh một nhát. Cừ thật, lúc trước ta còn cản ngươi không cho tới đại hội tiên duyên, xem ra ta đã quá coi thường ngươi rồi. Ngươi chẳng những lợi hại mà còn giành được ngôi vị đứng đầu tại đại hội tiên duyên. Ngươi bây giờ thực sự là người nổi tiếng khắp quận An Thiền, thậm chí là nổi tiếng khắp vương triều đại hạ rồi. Kỳ Linh chỉ cười. Nếu lần đại hội tiên duyên này bình thường như bao lần khác thì đúng là đáng để mình vui mừng. Nhưng lần đại hội này lại có việc đạo tổ thu đệ tử, còn như cái tiếng đứng đầu đại hội tiên duyên thì lại như cái hư danh, chẳng còn quan trọng lắm nữa. Đáng tiếc là mình không thể bái làm môn hạ của đạo tổ. Kỳ Linh à, Hắc Bạch Học Cung ta lần này nở mày nở mặt rồi. Ngũ Phong tiên nhân vui mừng nói. Ngươi cùng Tiểu Lôi Thôi vào vòng 6 người, thậm chí lại còn giành hạng đầu. Hắc Bạch Học Cung ta phải ghi lại chuyện này thật kỹ vào. Cho dù trăm vạn năm sau, thậm chí trăm triệu năm sau, thì một ngày này đều sẽ được hộ bối ở Hắc Bạch Học Cung biết tới thôi. Đây chính là vinh quang của Hắc Bạch Học Cung ta. Đại sư huynh đâu? Lạp Tháp sư huynh đâu rồi? Còn cả sư tỷ Dư Vi, sư tỷ Dư Vi đâu rồi? Mỗi người đều hỏi. Kỳ Linh truyền âm cho Ngũ Phong tiên nhân. Đại sư huynh đã được đạo tổ Huyền Vũ đại đế thu làm đệ tử. Dư Vi cũng được Thuần Dương chân tiên Lã Động Tân thu làm đệ tử. Cả hai đều đã được đưa đi khỏi thế giới này rồi. Cái gì? Ngũ Phong tiên nhân kinh hãi. Huyền Vũ đại đế ư? Lã Động Tân ư? Dù sao ông ta cũng là tán tiên sống lâu nhất ở Hắc Bạch Học Cung, nên cũng gặp qua khá nhiều thiên tiên, coi như cũng có chút hiểu biết về tam giới, nên cũng biết đệ tử của đạo tổ là như thế nào.
mà Lã Động Tân thu Dư Vi làm đồ đệ cũng là một việc lớn của Hắc Bạch Học Cung. Ta biết rồi, người nhất thiết không được nói ra ngoài. Ngũ Phong Chân Nhân nói. Được. Kỳ Linh gật đầu. Vậy còn ngươi thì sao? Ngũ Phong Chân Nhân chuyển âm hỏi. Hẳn là ta sẽ bái làm môn hạ của một vị thần dương chân tiên nào đó. Kỳ Linh nói. Hoàng đế đại hạ cho ta 3 ngày ở Vương Đô để chờ tin tức. Sau khi đại hội tiên duyên kết thúc, từng chân tiên, thiên thần đều đi hết. Vù. Trên không trung Vương Đô đại hạ, một khoảng hư không bị xé rách ra, tạo thành một lối đi. Một thanh niên tóc bù xù, mặc áo bào trắng, bước qua lối đi, quan sát xuống phía dưới. Ánh mắt của hắn xuyên qua cả không gian, nên có thể thấy rõ được cả Vương Đô đại hạ rộng lớn. Đại hạ ư? Thanh niên mặc áo bào trắng gật đầu nhẹ, rồi đi xuyên qua hư không, đáp xuống Vương Đô đại hạ. Hắn nhàn nhã bước đi, không bao lâu sau đã tới phủ Diên Vương. Sư đệ. Ở ngoài cổng chính của Diên Vương, Kỳ Linh đang ôm chầm lấy Mộc Tử Sóc rồi buông ra, trịnh trọng nói. Ta và sư tỷ Dư Vi của ngươi đều sẽ bái làm môn hạ của Thuần Dương Chân Tiên. Một khi Hoàng đế đại hạ tới báo là ta sẽ phải nhanh chóng rời khỏi thế giới đại hạ này. Chuyến đi này sợ rằng phải vài chục, vài trăm năm nữa mới gặp lại. Huynh đệ của ta, chúng ta hẹn gặp lại sau. Trong đám đồng môn sư huynh đệ, Kỳ Linh có cảm tình sâu nhất với Mộc Tử Sóc. Đó thực sự là huynh đệ sống chết có nhau. Sư huynh, huynh đi theo Thuần Dương Chân Tiên là để độ kiếp thành thiên tiên, đó là chuyện tốt mà. Đôi mắt của Mộc Tử Sóc hơi đỏ lên. Có điều ta thực sự không nỡ rời xa sư huynh. Huynh đệ chúng ta có thể gặp lại nữa cơ mà. Kỳ Linh nói. Mặc dù huynh đi theo Thuần Dương Chân Tiên, nhưng đừng có kiêu ngạo. Mộc Tử Sóc ta cũng sẽ tu luyện, đừng để sau này người đứng đầu đại hội tiên duyên lại không bằng Mộc Tử Sóc ta, vậy lại trở thành trò hề rồi. Mộc Tử Sóc cười nói. Kỳ Linh cũng cười. Tốt lắm, không phải tiễn nữa, tới khi nào quay lại thế giới đại hạ thì nhất định phải tìm ta đấy. Mộc Tử Sóc nói. Nhất định sẽ tìm ngươi. Kỳ Linh gật đầu. Mộc Tử Sóc quay đầu điều khiển một con thanh long xé gió rời đi. Ngoài hắn ra, Kỳ Linh cũng đã từ biệt hết đồng môn từ ngoài thành rồi. Chỉ có Mộc Tử Sóc có cảm tình sâu đậm nhất là Kỳ Linh dẫn tới phủ Diên Vương. Nhìn thấy sư đệ điều khiển thanh long rời đi, Kỳ Linh dõi theo hồi lâu rồi mới xoay người dẫn Tiểu Thanh và Bạch Thúc vào phủ Diên Vương. Ồ! Thanh niên tóc dài áo trắng vẫn đứng ở xa xa, lặng yên, gật gù đắc ý. Xem ra Kỳ Linh là người trọng tình trọng nghĩa. Không tệ, không tệ. Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng đi vào phủ Diên Vương. Ở cửa chính phủ Diên Vương có thủ vệ bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng thanh niên tóc dài áo trắng đi nhàn nhã vào như chưa từng xuất hiện. Trận pháp cấm chế ở vương phủ này chỉ có vài cái ở cửa. Diên Vương này mới trở thành thiên tiên nên thực lực vẫn không nhiều lắm. Thanh niên tóc dài áo bào trắng đi tới, dọc đường các thị nữ đều đi qua như chưa từng thấy. Hắn như là hư vô, không hề tồn tại. Ở phía trong cửa vương phủ được canh phòng nghiêm ngặt, lại thêm cả trận pháp cấm chế, không kém gì một môn phái lớn. Theo lý thuyết thì người khác mà đi vào là chủ nhân vương phủ Diên Vương có thể phát hiện ra ngay. Nhưng thanh niên áo bào trắng thì lại cứ thế đi thẳng vào mà không ai phát hiện được. Vù vù vù. Giữa sông có một tòa tiên phủ, đây chính là chỗ ở của Kỳ Linh. Kỳ Linh kia mới chỉ là vạn tượng chân nhân, mà khả năng bưng bít cũng khá tốt rồi. Thanh niên tóc dài áo bào trắng đi tới trước cửa tiên phủ rồi lập tức tiến vào trong. Toàn bộ cấm chế trong tiên phủ đều không hề bị kích hoạt. Trong tiên phủ, Kỳ Linh vừa quay về là đã lặng yên ngồi trong đình. Trong lòng Kỳ Linh lại có thêm vướng bận khi Dư Vi đã theo sư phụ Lã Động Tân rời đi. Kỳ Linh, có người vào đây, tiến vào trong tiên phủ này rồi. Giọng nói của con gấu lớn lông vàng vang lên trong đầu Kỳ Linh. Sao, đã vào tiên phủ rồi sao? Sao chủ nhân tiên phủ là ta lại không hề hay biết vậy? Kỳ Linh biến đổi sắc mặt. Rất mạnh, ta chỉ cảm nhận được mơ hồ chứ không hề điều tra ra hắn được. Con gấu lớn lông vàng nói. Người này có thực lực rất mạnh, hắn là phải cỡ chân tiên, thiên thần. Tiên phủ này chỉ là pháp bảo động phủ bình thường, mà cửa tiên phủ lại luôn mở ra, nên làm sao có thể phát hiện tồn tại như thế đây? Kỳ Linh hơi kinh ngạc. Chân tiên, thiên thần ư? Đây chính là tồn tại ngang tầm với Hoàng đế đại hạ. Cho dù là ở tam giới thì những tồn tại như thế này cũng rất hiếm gặp. Đó chính là những kẻ mạnh mẽ ở tam giới.
ngươi được danh hiệu đứng đầu đại hội tiên duyên, ngươi không hô bằng gọi hữu tới chúc mừng mà lại ngồi uống rượu giải sầu một mình ở đây sao? Thật là lạ kỳ, lạ kỳ mà. Chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một thanh niên tóc dài áo trắng đi vào trong sân. Có bạn từ phương xa tới, không phải kinh sợ. Thanh niên tóc dài áo bào trắng mỉm cười. Tiểu hữu Kỳ Linh, ta tới chỗ này là phải đi đường xá xa xôi mới tới được, vậy mà không mời ta được chén rượu hay sao? Tiền bối, mời. Kỳ Linh vung tay lên, trước mặt xuất hiện một cái bàn đầy quả tiên và rượu tiên. Tuy chỗ rượu quả này hơi tồi, nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng nuốt được. Thanh niên tóc dài áo bào trắng cất bước lên, lập tức ngồi đối diện với Kỳ Linh, cầm bầu rượu lên uống hai ngụm. Không biết tiền bối tới gặp vãn bối có chuyện gì? Kỳ Linh thấp thỏm hỏi. Thanh niên tóc dài áo bào trắng cười ha ha. Tiểu hữu Kỳ Linh, ngươi không cần phải quá căng thẳng, có phải là chưa biết ta là ai tới hỏi có việc gì, không khỏi quá vội vàng hả? Kỳ Linh thầm nói, căng thẳng ư? Một thuần dương chân tiên ngồi ở trước mặt thì liệu có thể căng thẳng được hay không? Trải qua đại hội tiên duyên, Kỳ Linh cũng hiểu ra, trừ khi chúng ý nhóm chân tiên thiên thần, còn nếu không thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ để ý tới thiên tài. Vì cho dù có bao nhiêu thiên tài đi chăng nữa thì liệu có mấy người độ kiếp thành thiên tiên được đây, càng đừng nói là thuần dương chân tiên. Xin hỏi tiền bối là ai vậy? Kỳ Linh hỏi. Ta vốn là người tiêu dao nhất tam giới, sinh ra từ thế giới thượng cổ, đắc đạo cũng từ thời thượng cổ, tên là Khương Quân. Thanh niên tóc dài áo bào trắng cảm thán nói, ta rất ít khi ra ngoài, mà dù có lưu lạc thì cũng rất ít khi dùng tên khai sinh, nên rất ít người biết tên ta. Hắn lập tức nhíu mày nhìn Kỳ Linh. Ta đã đọc ra cả tên khai sinh cho ngươi rồi đó. Kỳ Linh hơi thả lỏng, thoạt nhìn thì người trước mặt không hề có ác ý. Còn ngươi cũng đừng gọi ta một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối nữa, gọi thẳng ta là Khương huynh đi. Khương Quân áo trắng nói. Kỳ Linh hơi kinh ngạc. Khương huynh ư? Một thuần dương chân tiên mà lại bảo mình gọi hắn là Khương huynh sao? Kỳ Linh không phải kẻ ngu nên lập tức hiểu ra ẩn ý ở trong đó. Xem ra ta không nói rõ ra thì đứa nhỏ như ngươi không ngồi yên được. Khương Quân áo trắng liếc mắt nhìn Tiểu Thanh và Bạch Thủy Trạch ở bên. Ngươi cho hai linh thú ở bên này lui ra đi. Được. Kỳ Linh đáp ứng rồi lập tức cho Bạch Thúc và Tiểu Thanh đi trước. Với thực lực của thuần dương chân tiên thì hoàn toàn có thừa đủ bóp nát chính mình, thành ra Kỳ Linh cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe lời. Trong đình chỉ còn lại Kỳ Linh và Khương Quân áo trắng ngồi đối diện nhau. Nói vậy chắc ngươi cũng đã đoán ra được, hôm nay ta tới là theo lệnh của sư tôn tới đón ngươi. Khương Quân áo trắng cười nói. Nói cách khác, sư tôn ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cũng sẽ trở thành tiểu sư đệ của ta. Kỳ Linh nín thở nhịn không được nói. Sư phụ của Khương huynh là ai vậy? Dĩ nhiên là người bản lĩnh lớn đỉnh cao ở tam giới, là tồn tại cao cấp đạo tổ. Khương Quân áo trắng nói. Kỳ Linh sáng mắt lên, quả đúng như dự đoán khi trước lúc xưng hô Khương huynh, nhưng chuyện này thực sự vẫn không thể nào tưởng tượng nổi. Đạo tổ ư? Mình phải chết đi sống lại mới giành được ngôi vị thứ nhất đại hội tiên duyên, cuối cùng thì Xích Minh đạo tổ lại không hề chọn mình làm đệ tử. Lạp Tháp chân nhân cũng được Huyền Vũ đại đế chọn làm đệ tử. Mình cũng thực sự không biết làm cách nào, tất cả những việc có thể làm đều đã làm hết rồi. Tiếp theo chỉ mong một vị thuần dương chân tiên tới nhận làm đệ tử. Vậy mà hiện giờ đột nhiên lại xuất hiện một thuần dương chân tiên Khương Quân thay mặt sư tôn tới. Kỳ Linh! Tiếng nói của con gấu lớn lông vàng vang lên trong đầu Kỳ Linh. Khương Quân nói rằng hắn được sinh ra từ thời thượng cổ, đắc đạo thời thượng cổ, nhưng ta lại chưa từng nghe thấy tên hắn bao giờ. Hơn nữa hắn nói sư tôn hắn là đạo tổ, nhất định phải hỏi rõ xem vị đạo tổ kia là ai. Trong những đạo tổ ở tam giới, có người là bạn tốt với chủ nhân Tam Thọ đạo nhân, nhưng vẫn có kẻ là kẻ thù một mắt một con. Ngươi đừng có đi bái môn hạ của kẻ thù với Tam Thọ đạo nhân. Với tầm mắt của đạo tổ, ngươi đi theo học đạo một thời gian là bọn họ sẽ phát hiện ngay ra bí mật của ngươi, rồi tìm ra mối liên hệ giữa ngươi và Tam Thọ đạo nhân. Nếu ngươi mà bái làm môn hạ của kẻ thù với Tam Thọ đạo nhân thì đúng là chui đầu vào lưới rồi. Kỳ Linh lập tức bừng tỉnh, giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Xin hỏi vị đạo tổ đó là ai vậy? Kỳ Linh hỏi. Trong mắt Khương Quân hiện lên sự sùng bái nói. Sư tôn được sinh ra từ hỗn độn, là bạn với bản cổ nữ hoa, nổi tiếng từ thời thượng cổ, từng giết chết không ít đạo tổ thần ma.
tam giới biết tới tên nhưng rất ít người được gặp mặt. Phật môn, đạo môn đều tinh thông, một giấc chiêm bao biết hết việc tam giới. Đệ tử có không ít, thế nhưng người ngoài lại không hề biết được. Khương Quân áo trắng gật gù đắc ý. Kỷ Linh nghe xong ngẩn ra. Rốt cuộc là ai? Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Bồ Đề Đạo Tổ. Đôi mắt của Khương Quân sáng lên, cười xòa nhìn Kỷ Linh. Chính là ông ta, là ông ta, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Đạo Tổ thần bí nhất, Đạo Tổ thần bí nhất rồi. Kỷ Linh, ngươi gặp vận may lớn rồi, ngươi thực sự là quá may mà. Không ngờ Bồ Đề Đạo Tổ lại để ý tới ngươi. Không ngờ hắn lại biết sự tồn tại của ngươi. Làm sao mà hắn biết được vậy? Trong đầu Kỷ Linh vang lên giọng nói đầy kích động của con gấu lớn lông vàng. Có cần phải kích động tới vậy không? Kỷ Linh thầm hỏi. Đương nhiên phải kích động rồi, ngươi vẫn còn chưa biết đó thôi. Kỷ Linh, ta nói cho ngươi hay, nếu tính về dạy đệ tử, Bồ Đề Đạo Tổ chắc chắn là đỉnh cao của tam giới. Lúc trước Khương Quân nói không sai, đúng là Bồ Đề Đạo Tổ đã dạy ra không ít đệ tử lợi hại. Nhưng Bồ Đề Đạo Tổ có một quy định, ông ta dạy đệ tử, sau khi đệ tử xuất sư, không được ông ta cho phép thì cấm được nói với bên ngoài là đệ tử của Bồ Đề Đạo Tổ. Cho nên thời thượng cổ có rất nhiều tán tu lợi hại chính là đệ tử của Bồ Đề Đạo Tổ. Người thường thì không thấy rõ được, nhưng chủ nhân Tam Thọ Đạo Nhân thì lại biết được vị Bồ Đề Đạo Tổ lợi hại tới mức nào. Con gấu lông vàng nói. Hả? Kỷ Linh đáp. Vì sao ông ta lại thần bí nhất vậy? Đúng vậy, ông ta chính là đạo tổ thần bí nhất mà. Con gấu lông vàng khẳng định. Trong tam giới, đó là tồn tại cùng thế hệ với bản cổ nữ hoa. Đến nay vẫn không ai biết được động phủ của ông ta ở đâu, trừ khi ông ta cho phép, nếu không người khác cũng không thể nào tìm ra động phủ. Thường thì động phủ của người bản lĩnh lớn vẫn có thể tìm ra, vì dù sao những người đó đều phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí là mời bạn tới động phủ chơi. Bồ Đề Đạo Tổ thu rất nhiều đệ tử, thậm chí cũng mời không ít bạn tới động phủ chơi. Nhưng bất kể là đệ tử hay là bạn, một khi rời khỏi động phủ là không thể nào tìm ra động phủ này ở đâu. Phải biết rằng bạn của ông ta cũng là cấp bậc chân thần đạo tổ, vậy mà tự mình vào động phủ rời ra là không thấy. Người nói xem có kỳ quái không? Có thần bí không? Sao? Thần bí tới vậy sao? Kỷ Linh kinh ngạc. Đạo tổ chính là người bản lĩnh lớn, nắm giữ cả thiên đạo, vậy mà tự mình tới một nơi, vừa đi ra là không tìm thấy. Quá kỳ lạ. Không ai biết động phủ của hắn ở đâu. Cho dù là đệ tử thân cận nhất tu đạo nhiều năm trong động phủ thì vẫn không thể nào biết động phủ ở đâu. Trừ khi Bồ Đề Đạo Tổ gật đầu thì đệ tử của ông ta mới được về. Con gấu lông vàng cảm khái nói tiếp. Năm xưa, chủ nhân Tam Thọ Đạo Nhân đã từng nói qua, ở thế giới thượng cổ này, trong lượng lớn người bản lĩnh lớn, nếu tính về khả năng giữ mạng thì mạnh nhất là nữ hoa nương nương. Theo sau đó chính là vị Bồ Đề Lão Tổ nổi tiếng thần bí này. Bồ Đề Lão Tổ cực kỳ thần bí, người bản lĩnh lớn khác không thể nào tìm ra động phủ của ông ta. Người nói xem khả năng giữ mạng của ông ta lớn tới mức nào đây? Con gấu lớn lông vàng cảm khái. Nếu chủ nhân cũng có khả năng giữ mạng như Bồ Đề Đạo Tổ thì nhất định có thể sống tới bây giờ. Kỷ Linh nghe tới trợn mắt há hốc mồm. Đây thực sự là một tuyệt thế trong những người bản lĩnh lớn. Không ai tìm ra động phủ của ông ta, khả năng giữ mạng lại chỉ sau có nữ hoa nương nương. Bồ Đề Lão Tổ kiêm tu cả Phật Đạo, một giấc chiêm bao biết hết việc tam giới, thực lực sâu không lường được. Khương Quân kia có nói Bồ Đề Đạo Tổ từng giết chết Đạo Tổ thần ma. Tuy ta không rõ nhưng hẳn là đúng như vậy. Hẳn là có chân thần Đạo Tổ chết dưới tay ông ta, mà không phải chỉ có một đâu. Con gấu lớn lông vàng nói. Một tồn tại thực sự quá lợi hại. Kỷ Linh thực sự rung động. Quan trọng nhất là sư tôn Tam Thọ Đạo Nhân của ngươi là bạn bè sống chết có nhau với Bồ Đề Đạo Tổ. Con gấu lớn lông vàng nói tiếp. Thực sự đúng là bạn tốt sống chết có nhau. Chủ nhân Tam Thọ Đạo Nhân có quan hệ với hắn còn gần hơn cả Xích Minh Đạo Tổ. Khi trước lúc luyện chế ra thủy phủ này, chủ nhân còn nhờ Bồ Đề Đạo Tổ hỗ trợ cho. Hả? Kỷ Linh hiểu ra quan hệ của Tam Thọ Đạo Nhân với Bồ Đề Đạo Tổ tốt tới mức nào. Với địa vị của Bồ Đề Lão Tổ thì nhất định sẽ không bao giờ làm hại ngươi, với lại cũng chẳng thèm phải làm hại ngươi. Con gấu lớn lông vàng nói. Kỷ Linh nói chuyện với con gấu lông vàng, trên mặt nhịn không được vẻ khiếp sợ.
Khương Quân áo trắng ngồi đối diện cười nói: "Sư tôn ta, một giấc chiêm bao biết hết việc tam giới. Đại hội tiên duyên của đại hạ ngươi lớn như thế, sư tôn ta cũng chiêm nghiệm ra như đích thân tới quan sát vậy. Trong đại hội tiên duyên này, sư tôn không nhìn chúng ai ngoài ngươi." "Như đích thân tới ư?" Kỷ Linh lập tức hiểu ra, có lẽ chân tiên, thiên thần còn khó có thể phát hiện ra trích tinh thủ, nhưng những người bản lĩnh lớn hơn thì có thể phát hiện ra, đặc biệt là bạn của Tam Thọ đạo nhân. "Hơn nữa, sư tôn còn bảo ta tới nói hộ một câu, gấu nhỏ lông vàng dạo này có tốt không?" Khương Quân áo trắng nói: "Ông ấy bảo rằng chỉ cần ta nói ra câu này là ngươi sẽ theo ta." Tim Kỷ Linh đập mạnh, gấu nhỏ lông vàng ư, đó chẳng phải là linh hồn thủy phủ hay sao? "Kỷ Linh, Bồ Đề lão tổ kia có thể chiêm nghiệm được việc tam giới nên chắc chắn phát hiện ra trích tinh thủ của ngươi, đoán được ngươi chính là truyền nhân của Tam Thọ đạo nhân, cho nên tự mình sai người tới đón ngươi." Tiếng nói của con gấu lông vàng tràn đầy hưng phấn: đi mau đi thôi, chỉ cần tới chỗ Bồ Đề lão tổ là sẽ có thể biết được chủ nhân hiện tại ra sao rồi." Linh hồn thủy phủ rất mong muốn biết được tin tức của chủ nhân. Ngay lúc Kỷ Linh đang nói chuyện với Khương Quân thì Kỷ Vương cũng tới phủ Diên Vương. "Đại hội tiên duyên vừa mới chấm dứt xong, sao ngươi đã tới đây rồi?" Diên Vương cười nói: "Đương nhiên là vì chuyện Kỷ Linh rồi." Kỷ Vương cười nói: "Bệ hạ tự mình tới tìm sư thúc trưởng Thanh, người cũng biết tính tình của sư thúc trưởng Thanh rồi đấy. Hắn không thích dạy đệ tử, tính nết cực kỳ quái gở, có điều do lệnh của đạo tổ cho nên sư thúc trưởng Thanh vẫn gật đầu quyết định nhận Kỷ Linh vào." "Sao, sư thúc trưởng Thanh chính là kiếm tiên? Kỷ Linh cũng là hạt giống kiếm tiên trời sinh, đúng là rất thích hợp dạy cho Kỷ Linh mà. Chỉ là ta lo sư thúc trưởng Thanh người..." Diên Vương lo lắng nói: "Đây cũng không phải chuyện mà chúng ta phải bận tâm." Kỷ Vương lắc đầu: "Ta phục lệnh bệ hạ tới đưa tín vật của sư thúc trưởng Thanh cho Kỷ Linh." "Xem ra Kỷ Linh phải bái làm môn hạ của sư thúc trưởng Thanh rồi." Diên Vương nói. Bởi vì cháu ngoại mình nên thực ra Diên Vương cũng kỳ vọng Kỷ Linh có thể bái làm môn hạ của một sư phụ tốt. Nhưng do ở dòng dõi Xích Minh đạo tổ theo kiếm tiên thì chỉ có một mình kiếm tiên Trường Thanh là tới được cấp thuần dương chân tiên. Hai người nói chuyện chốc lát là đã tới cửa tiên phủ của Kỷ Linh. "Kỷ Linh!" Diên Vương mở miệng hô. Tại cửa tiên phủ, Kỷ Linh ra cửa đón, thấy hai người thì lập tức cung kính nói: "Bái kiến Diên Vương, Kỷ Vương." "Kỷ Linh, chuyện tốt của ngươi tới rồi đây." Diên Vương cười ha ha nói. "Sao?" Kỷ Linh ngẩn ra. "Chuyện tốt ư? Chẳng lẽ hoàng đế đại hạ đã tìm được thuần dương chân tiên làm sư phụ cho mình rồi sao?" Kỷ Vương đứng lên cười nói: "Bệ hạ đã tới tìm sư đệ là kiếm tiên Trường Thanh. Kiếm tiên Trường Thanh chính là thuần dương chân tiên, thực lực cực kỳ mạnh, hoàn toàn hiểu rõ đại đạo, kiếm đạo. Hắn chính là kiếm tiên rất có danh tiếng trong tam giới, nên rất thích hợp dạy ngươi." Kỷ Linh gật đầu nhẹ. "Kiếm tiên Trường Thanh ư?" "Kỷ Linh!" Diên Vương nói nhỏ. "Kiếm tiên Trường Thanh này rất quái gở đấy, ngươi ở chung cũng phải cẩn thận tôn kính sư phụ vào." Kỷ Linh ngẫm nghĩ một chút, việc tôn kính sư phụ là chắc chắn không cần phải nói. Có điều Diên Vương là thiên tiên mà còn nói kiếm tiên Trường Thanh quái gở, lại nói thêm phải tôn kính sư phụ, e là vị kiếm tiên Trường Thanh này không phải quái gở bình thường. May là ta cũng không cần bái ông ta làm thầy. "Ít nói đi một chút đi." Kỷ Vương đứng lên nhíu mày. Diên Vương cười không nói thêm nữa. "Kỷ Linh!" Kỷ Vương lật tay lên thì trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu xanh. "Đây là tín vật của kiếm tiên Trường Thanh, hiện tại ta giao lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi bóp nát tín vật này là kiếm tiên Trường Thanh sẽ tới tìm ngươi, đưa ngươi đi. Nhớ kỹ, nhất định trong vòng 10 ngày phải bóp nát. Nếu quá 10 ngày, tín vật này sẽ hóa thành hư vô. Tới lúc đó với tính tình của kiếm tiên Trường Thanh thì e là sẽ không bao giờ thu ngươi làm đồ đệ nữa đâu." Lúc này Kỷ Linh nhận lấy tín vật. "Kỷ Linh đã hiểu rõ rồi." "Tín vật đã giao cho ngươi rồi, giờ ta đi đây." Kỷ Vương mỉm cười với Kỷ Linh rồi xoay người rời đi. "Kiếm tiên Trường Thanh có tính tình không phải tốt lắm đâu, nhớ kỹ đấy." Diên Vương nói khẽ. "Còn nữa, trước khi đi theo sư phụ thì ngươi báo trước với Tích Nguyệt một tiếng đi. Ta cũng không nhiều lời nữa, chúc ngươi lần này đi học thành tài, sau này độ kiếp trở thành một vị tiên tự do tự tại." Kỷ Linh cảm nhận được sự quan tâm của Diên Vương. "Cảm tạ Diên Vương, Kỷ Linh sẽ nhớ kỹ." "Ừ."
Diên Vương bước đi, chỉ một lát sau, Uất Chỉ Tích Nguyệt đã đi tới chỗ tiên phủ của Kỳ Linh. Biểu tí, Kỳ Linh cũng không giấu, vì thực sự là kiểu gì thì hắn cũng rời đi, tuy không phải đi cùng kiếm tiên Trường Thanh, nhưng cũng là đi gặp một người bản lĩnh lớn trong tam giới, lại còn thần bí nhất, Bồ Đề Lão Tổ. Lần này đi, em là mấy chục năm, thậm chí vài trăm năm nữa mới gặp được lại. Đệ đệ, Uất Chỉ Tích Nguyệt ngồi xuống, nắm tay Kỳ Linh, hai con mắt rưng rưng nhỏ ra từng giọt lệ vui sướng. Tỷ đệ chúng ta mới gặp nhau 2-3 năm mà đã phải chia xa rồi. Có điều đệ đệ cũng đừng buồn, đây là cơ hội của đệ đệ, đệ một nhát lên trời. Tuy không thể làm môn hạ của đạo tổ, nhưng làm môn hạ của thuần dương chân tiên thì cũng không tệ. Kỳ Linh rất muốn nói cho biểu tỷ mình rằng mình đã bái Bồ Đề Lão Tổ là sư phụ. Thế nhưng trước khi Diên Vương, Kỳ Vương tới, Khương Quân đã nhắc nhở: nhớ kỹ, nhất thiết không được nói ra. Một khi tên Hạ Mang Huyên kia biết được thì sẽ ngăn lại bằng mọi cách, thậm chí là nhờ vả tới cả Xích Minh Đạo Tổ đứng sau lưng, nên sẽ rất phiền toái đấy. Biểu tỷ, sau khi ta rời khỏi thế giới đại hạ, tỷ cũng phải cẩn thận bảo vệ mình. Kỳ Linh nhắc nhở: chớ có vì thù hận với Thiếu Viêm tộc mà làm cho mình bị dày vò. Sau này đệ độ kiếp thành tiên tiên sẽ giải quyết Thiếu Viêm tộc kia dễ dàng hơn nhiều. Uất Chỉ Tích Nguyệt gật đầu: hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hai người tỷ đệ nói chuyện với nhau hồi lâu, tới tận lúc trời tối đen thì Uất Chỉ Tích Nguyệt mới rời đi. Bên trong tiên phủ, Khương huynh nên làm thế nào với tín vật của kiếm tiên Trường Thanh đây? Kỳ Linh cầm thanh kiếm nhỏ màu xanh: chỉ cần bóp nát là kiếm tiên Trường Thanh sẽ tới dẫn ta đi. Nếu trong 10 ngày không bóp thì nó sẽ tự động biến mất thôi. Giao cho ta nào. Khương Quân cười, vươn bàn tay ra, thanh kiếm nhỏ màu xanh bay tới tay hắn. Dù sao, thế giới đại hạ này cũng là địa bàn của Xích Minh Đạo Tổ. Khương Quân cười nói: cho nên chúng ta không thể cứng đối cứng được. May là thuần dương chân tiên muốn thu đồ đệ thì cũng phải xem đồ đệ có nguyện ý hay không. Nếu trong 10 ngày ngươi không bóp nát nó thì kiếm tiên Trường Thanh kia sẽ nghĩ ngay là ngươi không muốn bái hắn làm thầy. Hơn nữa, người ngoài cũng không hề hay biết việc ngươi bái Bồ Đề Lão Tổ làm sư phụ. E là bọn họ đều nghĩ là ngươi lưu lạc ở bên ngoài. Cho dù rất lâu sau, tới lúc ngươi mạnh mẽ lên, bí mật bị bại lộ, bị người khác biết được là đệ tử của Bồ Đề Lão Tổ thì cũng đã sao? Trong tam giới, sư tôn cũng có chút tiếng tăm mà. Kỳ Linh gật đầu: vậy còn hai linh thú của ta thì sao? Ngươi có thể đưa linh thú tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Khương Quân nói: nhưng chúng không được bái sư tôn làm sư phụ. Có thể mang theo là tốt rồi. Kỳ Linh vui mừng gật đầu liên tục: nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta ly luôn. Khương Quân nói: được. Kỳ Linh gật đầu, lúc này hô lên: Bạch Thúc, Tiểu Thanh. Ở xa xa, Tiểu Thanh bay vào tới, quấn lên tay Kỳ Linh. Bạch Thúc cũng đi tới bên cạnh Kỳ Linh: Bạch Thúc, Tiểu Thanh, chúng ta chuẩn bị rời khỏi thế giới đại hạ này. Kỳ Linh nói: rời khỏi thế giới đại hạ ư? Tiểu Thanh và Bạch Thúc đều kinh ngạc. Rời khỏi thế giới này sao? Đi đâu vậy? Tiểu Thanh hỏi. Kỳ Linh quay đầu hỏi: Khương huynh, Tà Nguyệt Tam Tinh Động này ở đâu vậy? Tà Nguyệt Tam Tinh Động nằm ở chỗ có một nét móc ngược của chữ Nguyệt thêm 3 ngôi sao Tam Tinh nữa. Người nói xem là chữ gì đây? Khương Quân áo trắng thần bí cười nói: một nét móc ngược của chữ Nguyệt thêm 3 ngôi sao ư? Là chữ Tâm ư? Kỳ Linh lập tức nghĩ ra: đúng vậy, chính là chữ Tâm. Tà Nguyệt Tam Tinh Động của sư tôn vốn là nơi bí ẩn nhất trong tam giới mịt mờ, không ai có thể tìm ra động phủ của sư tôn. Muốn tìm nơi đó chỉ có tự suy nghĩ, tự tìm trong tâm của chính mình mà thôi. Khương Quân nói. Kỳ Linh lập tức cảm thấy được một vẻ huyền bí bao phủ. Tà Nguyệt Tam Tinh ngư đúng là chữ Tâm. Bồ Đề Lão Tổ đặt tên cho động phủ của mình thật khá là thú vị. Bồ Đề Lão Tổ, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Kỳ Linh nhớ lại một tiểu thuyết thần thoại đọc được ở kiếp trước là Tây Du Ký. Tây Du Ký là một bộ tiểu thuyết được cổ nhân viết, trong đó có bản cổ nữ hoa Bồ Đề Lão Tổ, nhưng lại không hề nhắc tới 3.000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ. Kỳ Linh vượt qua âm tào địa phủ nên hiện giờ cũng biết chút ít về tam giới. Kỳ Linh hiểu được mỗi một thế giới đều có vài truyền thuyết về các nhân vật lợi hại như bản cổ, nữ oa, hậu nghệ, khoa phụ đã sớm được vô số người trong tam giới biết đến. Bộ tiểu thuyết Tây Du Ký cũng được ảnh hưởng từ chuyện xưa như kiểu bản cổ khai thiên lập địa, nữ oa tạo ra loài người.
đây đều là những chuyện cổ tích có vài sai khác như kiểu Tây Du Ký. Thực ra, ở thế giới đại hạ cũng có một vài tiểu thuyết thần tiên, thậm chí như Thần Thông, Pháp Thiên Tượng Địa, Trúc Long Chi Nhãn cũng đều được ghi lại biên soạn thành điển cố. Có chuyện là thật, nhưng cũng có chuyện chỉ là hư cấu, có cái mà tới cả tên cũng sai. Có lẽ ở trái đất cũng có người tu tiên, thậm chí là có tiên nhân chuyển thế, nhớ ra ký ức nên kể lại cho người đời sau chút truyền thuyết. Trong tam giới có vô số truyền thuyết, thậm chí có vô số truyền thuyết được biên soạn ra. Nhưng cho dù có là người từng chém giết vô số tân tiên như Tam Thọ Đạo Nhân thì vẫn cảm thấy tam giới quá mù mịt. Kỷ Linh thầm cảm thán, không biết tại sao thế giới thượng cổ lại bị phá hủy tạo thành 3.000 thế giới lớn cùng hàng tỷ thế giới nhỏ. Rốt cuộc thì kẻ nào đã tấn công lục đạo luân hồi đây? Tất cả mọi thứ đều quá thần bí. Tà Nguyệt Tam Tinh Động vốn là động phủ thần bí nhất. Tuy ta luôn ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhưng vẫn không hề biết Tà Nguyệt Tam Tinh Động ở đâu. Nhất định phải có sư tôn dẫn vào thì ta mới quay về được. Khương Quân cảm khái nói, đi thôi, thu tiên phủ của ngươi lại đi. Kỷ Linh vừa nghĩ, vù vù, tiên phủ được thu lại. Kỷ Linh đứng trên đám cỏ ven sông, trên cánh tay là Tiểu Thanh đang quấn, Bạch Thủy Trạch đứng bên. Khương Quân nói, lần này đi sẽ phải hơn chục năm, ngươi còn có việc gì cần làm không? Kỷ Linh lắc đầu nhẹ, không có, khi trước phải rời đi là vì Thiếu Viêm tộc nên phải bỏ trốn. Lúc đó mình đã nói với tộc trưởng và Thu Diệp là sẽ đi rất lâu. Dư Vi thì đi theo Lã Động Tân học đạo, biểu tỷ cũng được thông báo rồi, toàn bộ đồng môn ở Hắc Bạch Học Cung cũng đã được chào tạm biệt. Vậy thì đi thôi. Lúc này dưới chân Khương Quân xuất hiện mây mù. Mây mù nâng Khương Quân, Kỷ Linh, Bạch Thủy Trạch bay lên cao mà không làm trận pháp cấm chế nào bị kích hoạt cả. Rất nhanh họ đã tới được vùng hư không. Xé ra! Khương Quân vung tay lên, hư không tối đen phía trên lập tức vặn vẹo rồi bị xé rách tạo thành một cái lối đi. Trong lối đi đó có ánh sáng đủ màu chiếu mờ mờ. Đi! Khương Quân tiện tay quăng thanh kiếm nhỏ màu xanh từ độ cao vạn dặm xuống. Xong rồi Khương Quân lập tức mang Kỷ Linh, Tiểu Thanh, Bạch Thủy Trạch vào trong lối đi đó. Vù vù! Lối đi xuyên qua hư không nhanh chóng đã bị lấp lại. Người ở thế giới đại hạ đã không thể nào tìm ra Kỷ Linh nữa. Sau khi đại hội tiên duyên trôi qua 12 ngày, hoàng đế đại hạ đang khoanh chân nhắm mắt tĩnh tu trong Thiên Mang Điện. Sao? Bỗng nhiên hoàng đế đại hạ mở mắt ra lộ vẻ nghi hoặc. Sư đệ Trường Thanh tới đây có việc gì vậy? Rất nhanh một tên nam tử trẻ tuổi đi vào theo lối đi bên cửa điện. Đám tối tớ thị vệ gần như là không phát hiện ra. Sư huynh! Kiếm tiên Trường Thanh nói. Sư đệ, sao bây giờ ngươi mới tới vậy? Hoàng đế đại hạ nghi ngờ hỏi. Bây giờ đã qua 12 ngày, tín vật lúc trước ta đưa ra đã sớm biến thành hư vô. Kiếm tiên Trường Thanh lắc đầu nói. Vốn ta cũng chẳng muốn đến, vì dù sao Kỷ Linh cũng không bóp nát tín vật, nên ta cũng chẳng muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng đã có lệnh của sư tôn, cho nên ta lại tới thế giới đại hạ này một chuyến. Nếu Kỷ Linh nguyện ý thì ta sẽ cho hắn thêm một cơ hội thu hắn làm đồ đệ. Sao? Ngươi nói cái gì? Hoàng đế đại hạ kinh ngạc nói. Kỷ Linh không bóp nát tín vật sao? Đúng vậy, không hề bóp nát. Kiếm tiên Trường Thanh gật đầu. Kỷ Linh kia đã sớm rời phủ Diên Vương, ta còn tưởng là ngươi dẫn hắn đi rồi. Với tính tình cao ngạo của sư đệ thì ta cũng không muốn nói tới. Hoàng đế đại hạ kinh ngạc nói. Thậm chí khi trước ta đã điều tra qua, phát hiện ra hắn đã rời khỏi vương đô đại hạ. Đám Lã Động Tân đại thế chí chưa thể liều tới mức vì một đứa nhỏ mà đi đắc tội với cả đạo tổ được. Chẳng lẽ Kỷ Linh kia vì chẳng người non dạ được đứng đầu đại hội tiên duyên nhưng không được bái đạo tổ làm sư phụ, thành ra tức giận không thèm bái Thuần Dương Chân Tiên làm sư phụ, một mình rời đi rồi sao? Kiếm tiên Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Sao, ngươi nói hắn đã sớm rời khỏi vương đô đại hạ rồi sao? Một khi đã như vậy, sư huynh, ta đã hết lòng rồi, việc này không còn liên quan gì tới ta cả. Nói xong, Kiếm tiên Trường Thanh quay đầu rời khỏi thế giới đại hạ. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới Kỷ Linh nữa, chẳng qua bởi vì sư tôn ra lệnh nên hắn mới phải đi một chuyến mà thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 78 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.